nhiều chị em thắc mắc tại sao mà cái vòng hai của Tâm lại có thể thon gọn và săn chắc đến như vậy. Thì hôm nay đầu năm Tâm sẽ lì xì cho tất cả mọi người về cái bí quyết của Tâm. Một cái vòng eo thon gọn nè, bắp tay, bắp chân, bắp đùi không bị ám ảnh bởi mỡ nữa chính là nhờ vào em sản phẩm này. Đây chính là xịt tan mỡ Nano G Plus. Nó vừa có thể đánh tan mỡ thừa nè, chỉ trong vòng 1 tháng giảm được 7 đến 10 cm. Ngoài ra còn có thể giảm đau nhức, trật khớp, bong gân, bầm tím. Và những chị em nào mà trong thời kỳ đèn đỏ mà mình bị đau bụng kinh thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được kem này. Không phải là chỉ có chị em phụ nữ thôi mà là những anh con trai nè, Tết thì mình hay ăn nhậu á mà bị bụng bia bụng to, sử dụng em này nó cũng có hiệu quả luôn. Và khi mà các anh tập gym bị căng cơ, sử dụng em này nó có thể giảm đau nhức căng cơ cho mình. Đấy, rất là tuyệt vời và dành cho cả nam và nữ đều có thể sử dụng được. Hiện tại đang có rất là nhiều những người nổi tiếng đã sử dụng em này và cho phản hồi rất là tốt. Ví dụ như là ca sĩ Đan Trường nè, hoặc là diễn viên Nam Thư nè. Chỉ cần là mọi người kiên trì sử dụng chắc chắn sẽ có hiệu quả, tùy vào cơ địa của mình. Ví dụ như mà mỡ lâu năm chúng ta có thể giảm hơi lâu một tí, còn mỡ mà mới bị tích tụ gần đây thì sẽ giảm rất rất là nhanh. Và nếu như ai mà mình có thể tập gym, tập thể dục được thì càng tốt ha. Trước khi tập mình có thể xịt một lớp lên trên body của mình, sau đó mình tập sẽ nhân đôi công dụng hơn. Bây giờ thì Tâm sẽ chỉ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng em này rất là đơn giản. Mình chỉ cần lắc đều như thế này, sau đó chúng ta sẽ xịt vào những cái chỗ mà mọi người thấy là mỡ nhiều. Đây, đó, xịt nhẹ nhàng thôi và đừng có lấy tay xoa lên tại vì nó sẽ rất là dễ dính lên tay ha. Cứ để cho sản phẩm nè thẩm thấu tự nhiên vào da và nó sẽ có cái công dụng khi mà mọi người ở cái thời điểm 2 phút sau. Đó, cái cảm giác nó sẽ nóng như là kim 500, rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Và ai càng có mỡ nhiều thì nó sẽ càng có cái sức nóng nhiều nha mọi người nha. Hiện tại thì giá chỉ có 289.000 một chai, nhưng khi mọi người mua 3 chai thì sẽ chỉ còn có 235.000 một chai thôi. Rất là tiết kiệm, mọi người có thể mua cho bản thân hoặc là mình mua để dành, hoặc là mình tặng cho bạn bè của mình cũng rất là tốt. Nhanh tay bây giờ mọi người hãy thử sử dụng cái siêu phẩm này và đặc biệt click vào đường link để được miễn phí tiền ship nha.